có cần thiết phải làm giống đến như vậy hay không? Mình đang rất lo ngại về cái vấn đề này. Một sản phẩm đến từ Alexandria. Và trên tay mình đây đang là Bocklin Fragrant Lover. Và đây là clone cực kỳ giống của Kilian Engelshare. Và nếu như bảo bạn mùa đông năm nay mua gì của Alexandria, thì mình chỉ muốn nói rằng hãy mua chai nước hoa này. Chấm hết. Còn lý do vì sao thì chúng ta hãy cùng nhau xem video này nhé. Cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là Alexandria thì cũng đã làm video rất lâu rồi, vẫn là nói lại về cái việc các bạn muốn biết cái thương hiệu này họ có định hướng như thế nào thì hãy tìm lại những cái video đầu tiên mình làm về Alexandria, chắc chắn sẽ là một cái nguồn thông tin cực kỳ bổ ích dành cho các bạn. Và nếu như bạn cũng chưa xem về Kilian Engelshare thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại Kilian Engelshare, mình đã làm video rồi, thậm chí rằng đã có video đi phỏng vấn rồi. Đấy đều là những cái video rất là chất lượng, cũng như là có những cái bình luận rất khách quan, các bạn hoàn toàn có thể đọc ở phía dưới. Nên là mình xin phép sẽ không nói về Kilian Engelshare nữa, mà ngày hôm nay sẽ là một cái video tương đối ngắn để chúng ta tập trung vào chai nước hoa này, xem nó có những cái điểm gì mà ưu tú và có những cái điểm gì mà chúng ta cần phải lưu ý. Cái điểm đầu tiên rất là dễ nhìn thấy, đó chính là dùng mắt để nhìn, đó là ngoại hình của chai nước hoa này. Các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái thiết kế rất đặc trưng của Alexandria ở trong cái thiết kế chai mới. Trước đây thì mình đã từng thử Alexandria Bocklin Fragrant ở trong cái chai cũ vuông vuông như thế này. Và bây giờ thì ở Việt Nam thì các bạn hoàn toàn có thể tiếp cận bằng những cái chai mới như đây, là chai 100ml và nồng độ họ công bố đó chính là Exchange Le Perfume. Đó. Với một cái màu xanh cực kỳ bắt mắt, không hề bị nặng cái hơi hướng các chai nước hoa hoặc là các thương hiệu đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập. Đấy là cái đầu tiên, và nhìn sưu tầm ở trên kệ thôi là các bạn hiểu đúng không? Trông rất 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 đẹp. Đó. Cái thứ hai đó chính là về phần mùi hương. Phải nói rằng dù chúng ta đã có những cái clone cũng khá là hot ở trên thị trường của Kilian Engelshare, thí dụ như ở chai Khamra của nhà Latafa, hay là những cái con như kiểu Kiss Meat này, rồi một vài con được những người seller bán hàng nói rằng nó giống với Engelshare Kilian, nhưng mà cá nhân mình thì tất cả những sản phẩm đó nó chưa chạm tới được một phần nào đó của Engelshare. Và khi mà mình thử con Bocklin Fragrant Lover này từ năm ngoái nhá, chai này mình cầm chắc chắn là từ năm ngoái luôn, thì mình đã phải thốt lên rằng tại sao mà có thể làm giống đến như vậy, có cần thiết phải làm giống đến như vậy hay không. Trời, phải nói rằng là Alexandria làm con Bocklin Fragrant này phải gọi là quá đỉnh luôn. Khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét quế cay cay, và đặc trưng đó là cái hơi hướng buji, rượu sánh 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 kiểu whisky. Khi các bạn rót những cái ly rượu ra, nó sẽ dính ở phần mép cốc và nó sẽ chảy từ từ xuống, thì cái cảm giác dính và cái cảm giác sánh nó sẽ xuất hiện ở chai Bocklin Fragrant. Nó cực kỳ khác với những con clone của Engelshare, thí dụ như ở Khamra thì nó không được cái hiệu ứng đấy và nó bị ngọt hơn. Còn Kiss Meat thì cũng không chạm tới được cái hiệu ứng sánh buji đấy. Đấy là một cái điểm mà mình phải cho những cái con clone kia xếp xó đằng sau Bocklin Fragrant. Và nếu như cũng có xem qua review của mình về Engelshare rồi thì các bạn cũng có thể hoàn toàn thấy rằng mình nói Engelshare là mùi quế ngọt cùng với phần gia vị khá là rõ rệt ở ban đầu, về sau thì mùi hương ngọt vanilla rất là dễ chịu đúng không? Và Engelshare ở trong bộ sưu tập Levesque của bộ sưu tập Le Liquid, bộ sưu tập rượu của Kilian ấy, thì nó là một trong những cái mùi hương dễ ngửi nhất, dễ tiếp cận nhất. Nó như kiểu một người lễ tân lúc nào cũng mỉm cười. Và các bạn buy Engelshare thì đa phần đều không bao giờ thất vọng nếu mà các bạn mua một chai nước hoa mùa đông. Thì đấy là cái thông tin mà mình trải nghiệm một thời gian, cũng như là những cái feedback thì con Kilian Engelshare là chai được đánh giá cực kỳ cao. Thì ở con này nó sẽ mang được đúng cái DNA hiệu ứng như thế, quế ngọt, nhưng sẽ có một chút sự khác biệt nếu như bạn là người tinh mũi hoặc là bạn có hai chai nước hoa để có thể side by side với nhau. Thì cái phần top note phải nói rằng là rất 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 giống, từ độ dày mùi cho đến cái hiệu ứng ánh sáng kiểu vai mùi nó trung tính đến tối dần, nó cũng giống được Engelshare. Và có chăng thì ở cái phiên bản Bocklin Fragrant này thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét quế nó nhiều hơn so với con Kilian. Cái độ sánh của rượu của con này thì nó cũng có, nhưng mà để mà kiểu
gọi là lấy kính lúp để soi xem mùi hương nó như thế nào, thì tôi cũng phải nói rằng là các bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt. Còn nếu mà kiểu lướt qua thì gần như không có. Nhưng có một cái điểm khác biệt để các bạn có thể đi phân tích nhá, đó chính là cái việc con Bocklin Fragrance này ở khoảng giữa của mùi hương nó lên cái vai mùi bánh táo. Bánh táo có cái nhân ấy, và khi các bạn cắn ra nó sẽ hợp ẩm 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 tí, nó hơi dính một tí, mùi bánh táo rất rõ rệt. Thì cái điều đấy của con Kilian Anglesey nó không có, mà nó sẽ lên cái vai quế ngọt nhiều hơn. Và các bạn sẽ hình dung là đấy sẽ là ly kiểu trà cam quế nóng. Còn ở đây thì là sẽ lên hơi hướng bánh táo, và ở khoảng giữa thì mùi hương này có xu hướng khô hơn so với con Kilian Anglesey. Và cuối cùng thì dry down thì con này nó cứ nhẹ dần xuống. Và về cơ bản thì nói thật là trên tổng hòa mùi hương thì tôi phải đánh giá con Bocklin Fragrance Lover này chắc là phải tầm 90% giống với con Kilian Anglesey. Đấy là cái điểm mà tôi phải dành cho sự vỗ tay. Nói thật là trên live của tôi ấy, thì có nhiều ông nói với tôi rằng là anh ơi, nhiều hôm bạn em xịt con Bocklin Fragrance này em còn tưởng nó xịt Kilian Anglesey mà em không hề biết luôn. Kiểu lướt thoáng qua nhau hay kể cả ngồi nói chuyện các bạn cũng không thể nào các bạn phân tích được luôn. Đấy là một cái điểm đáng sợ của Bocklin Fragrance Alexandria. Chỉ có một cái điều rằng là tôi không hiểu tại sao chai nước hoa này ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại là mùa đông rồi mà có rất ít người review của em nó. Mọi người cứ tập trung đi review Dark Knight 1981X ấy. Với mình cũng chia sẻ luôn ở video này, nếu như bạn là một người xem video chậm thì mình khẳng định với các bạn luôn, đó là hai con đấy thì có xu hướng mùi mỏng hơn, hiệu năng kém hơn so với phiên bản gốc. Còn riêng con Bocklin Fragrance này, từ độ dày mùi cho đến hiệu năng nó cũng tốt hơn. Và hiệu năng sẽ là cái thứ ba mà mình muốn nói tới ở đây. Đó chính là con Bocklin Fragrance này trên da tôi nó sẽ tỏa tốt trong khoảng tầm 2-3 tiếng đầu và độ tỏa hương khoảng tầm gần một cánh tay. Đây là một độ tỏa hương cực kỳ tốt, và độ lưu hương của Bocklin Fragrance nó không bị yếu sinh lý như những con mình vừa nhắc ở trên. Chai nước hoa này tôi xịt từ 8 giờ sáng cho đến buổi chiều, khi mà tay tôi đã rửa tay 1-2 lần, tất nhiên là đi vệ sinh này rồi vào làm những công việc cơ nhặt, thì tôi vẫn ngửi thấy mùi vanilla ở trên da của mình khi mà mình xịt con mùi hương này. Thì tôi phải khẳng định với các bạn con này trên 8 tiếng là chuyện hoàn toàn bình thường. Tất nhiên là cũng có thể là chai nước hoa này tôi cũng ủ lâu, thì các bạn hoàn toàn cũng có thể xác định cái điều này ở trên những cái trang như kiểu bình luận của Fagan Tika về cái chai Bocklin Fagan. Họ cũng nói rằng chai nước hoa của họ ủ lâu và họ có hiệu năng tốt hơn so với ban đầu nhá. Đây không phải mình tôi nói, các bạn có đọc những cái bình luận ở trên đấy đó. Và nếu như bạn đang thắc mắc là anh ơi, thế bây giờ nó đã tuyệt vời như vậy rồi, thế thì có cái gì mà chúng ta cần lưu ý về phần phong cách không, thì quay trở lại xem Kilian Anglesey phù hợp với phong cách như thế nào. Có lẽ là từ giờ đến cuối năm thì ai cũng có nhiều tiệc tùng đúng không? Ăn mặc sơ mi như thế này đó, hoặc là đi những cái buổi party, những cái buổi tiệc Giáng sinh, thì các bạn hoàn toàn có thể mua em nó nếu như các bạn không có điều kiện để mua Anglesey. Anglesey thì dù gì cũng 50ml đúng không? Đây là 100ml thì đã lợi thế hơn rất là nhiều rồi. Alexandria thì có EAP phân phối rồi, giá cả cũng dễ chịu nữa. Kilian thì càng ngày càng lên giá, mà chưa kể bây giờ là có refill, nhiều khi còn chả biết hàng có chuẩn không, đôi khi là refill Bocklin và cũng lên nhỉ. Nên là tôi nghĩ rằng là đây là một lựa chọn cực kỳ ngon thay thế Kilian Anglesey. Và nói thật là cho nó đứng ra một mình thì nó vẫn là một chai nước hoa cực kỳ đáng mua, nịnh mũi, dễ dùng. Đó, Bocklin Fragrance của Alexandria, một chai nước hoa cực kỳ đáng mua của nhà này vào mùa đông, chỉ thế thôi. Các bạn đã được trải nghiệm hay chưa, hay là các bạn từng của Alexandria rồi, hãy cứ mạnh dạn feedback ở phía dưới, tôi sẽ duyệt tất cả các bình luận của các bạn lên, bình luận hết đi. Thích con nào của nhà này hãy cứ bình luận. Còn nếu thấy video hay đừng quên like, nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ